Nhóm bạn bè Công ước Liên Hợp Quốc năm 1982 về luật biển vừa có phiên thảo luận trực tuyến đầu tiên sau khi chính thức ra mắt vào cuối tháng trước. Phiên thảo luận được chủ trì bởi Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc với sự tham gia của các đại sứ, trưởng phái đoàn và đại diện của hơn 120 nước thành viên Liên Hợp Quốc. Chủ đề của phiên thảo luận đầu tiên của nhóm bạn bè công ước liên hợp quốc năm 1982 về luật biển là tầm quan trọng của UNCLOS trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 14 của Liên hợp quốc về bảo tồn và sử dụng bền vững biển và đại dương. Tại phiên họp, các nước đánh giá cao chủ đề phù hợp với quan tâm của Liên hợp quốc về thúc đẩy thực hiện đầy đủ UNCLOS trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của UNCLOS, nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp trên biển. Luật sư quốc tế ông Malcolm Evans nhấn mạnh, UNCLOS là khuôn khổ điều chỉnh tất cả các hoạt động trên biển và đại dương, đảm bảo cân bằng giữa nhu cầu khai thác nguồn lợi từ biển và quyền tự do trên biển, quản trị biển phục vụ lợi ích chung. Chính phủ Nam Phi vừa cho biết bạo loạn ở nước này đã cướp đi sinh mạng của 337 người, tăng đáng kể so với con số là 276 người được công bố vào ngày trước đó. Bạo lực lan rộng từ hai tỉnh đông dân nhất Nam Phi là Kawazulu-Natal và Gauteng chiếm một nửa sản lượng kinh tế của nước này. Văn phòng Tổng thống Nam Phi cho biết, cảnh sát đã điều chỉnh tổng số người tử vong liên quan đến tình hình bất ổn ở tỉnh Gauteng là 79 người và tại tỉnh KwaZulu-Natal là 258 nạn nhân. Theo cảnh sát Nam Phi, một số trường hợp thiệt mạng gần đây nhất là do bị thương nghiêm trọng trong cuộc bạo loạn dẫn đến tử vong. Từ đầu tháng 7, sau khi cựu tổng thống Nam Phi Jacob Zuma bắt đầu thụ án 15 tháng tù liên quan đến một cuộc điều tra tham nhũng, hàng loạt vụ cướp bóc các doanh nghiệp cửa hàng đã xảy ra. Trước tình trạng này, Nam Phi đang rơi vào tình trạng bất ổn tồi tệ chưa từng thấy kể từ khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc ở quốc gia này, gây ra thiệt hại ước tính khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ. Olympic Tokyo 2020 sẽ được khai mạc vào lúc 18 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2021 theo giờ Hà Nội. Lễ khai mạc sẽ kéo dài 3 giờ 30 phút, dài hơn dự kiến ban đầu 30 phút để các vận động viên có thời gian giãn cách tại sân vận động quốc gia mới của Nhật Bản ở Shinjuku, Tokyo với sức chứa 68.000 chỗ ngồi. Do dịch COVID-19, kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 đã được cắt giảm đi nhiều tiết mục so với dự kiến ban đầu. Dù vậy, những hoạt động cơ bản như diễu hành các đoàn thể thao hay trong đuốc khai mạc đại hội vẫn sẽ được tiến hành. Trưởng ban tổ chức Tokyo 2020, bà Seiko Hashimoto khẳng định, lễ khai mạc của Thế vận hội sẽ truyền tải nhiều thông điệp, ý nghĩa nhất đến mọi người. Dự kiến, Nhật hoàng Naruhito sẽ là người tuyên bố khai mạc Olympic Tokyo 2020. Lễ khai mạc của thế vận hội năm nay sẽ có sự hiện diện của lãnh đạo 15 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hay phu nhân của Tổng thống Mỹ Joe Biden, bà Jill Biden. Trước khi lễ khai mạc diễn ra, đã có 4 môn thể thao được tổ chức là bóng đá, bóng mềm, bắn cung và rowing.